CJ 문화재단과 카파가 베트남에서 젊은 영화 감독과 같이 프로젝트를 개발해서 너무 행복합니다. 베트남은 젊은 나라로 알고 있습니다. 젊은 사람들이 길거리에서 혹은 건물 안에서 다양한 프로젝트들을 연구하고 있다는 느낌으로 굉장히 흥미진진합니다. 제일 인상적인 건 젊은이들이, 이 청년들이 희망차 보인다 그래야 되나? 그건 되게 징후, 사인 같은 건데 우리들의 미래에 대한, 각자들의 미래에 대한 긍정적인 신호들이 표정에서 읽혔어요. 그거는 저 역시도 한국에서 90년대 때 겪었던, 그리고 그때 봐왔던 징후들이었거든요. trước khi tham gia cái khóa này thì em hơi miễn cưỡng. Em đọc qua cái timeline thì là kỳ vọng là mình sẽ được học về sản xuất, xong rồi quay phim, kịch bản, đạo diễn. 사후 khi học xong sẽ có rất nhiều cái mà mình có thể mình đưa vào được trong cái dự án của mình. Cái kỳ vọng ở trong cái lớp học này là để giúp cho cái kịch bản của mình nó tốt hơn. Những cái thứ mà động lại trong đầu mình không chỉ là về cái kịch bản mà còn là cái cách ứng xử, cách làm việc nhóm với nhau ở trên một cái set quay. Chung quay phim là mong muốn có thể quay được một bộ phim. Nó là một cái thay đổi lớn về kịch bản. Và cái thay đổi lớn đó nó đặt em vô một cái vị trí nó hơi bấp bênh. Trong đầu mình thì mình cũng sốt ruột, mình muốn có thời gian riêng để mình thay đổi kịch bản, mình chuẩn bị tiền kỳ. Tính thần đô thì xác của đứa bé đó vào sâu hơn được. Đây không phải là một cái bản kịch chứ. Thì lúc trước là mọi thứ nó cũng hơi mơ hồ, sau khoảng mấy ngày học ở Kafa thì là mình có một cái nhìn nhận sâu sắc hơn về kịch bản. Các mentor giúp chị rất là nhiều trong cái xây dựng dự án. Sau khi học xong thì chị đã có nhiều cái sự thay đổi trong cái kịch bản. Cái sự trao đổi đó nó không áp đặt, không nhồi nhét. Thầy cô tạo cái cảm hứng để mà mình tìm cái gì là nó đúng nhất cho mình và của mình. Cái sự khác biệt lớn nhất đó là những cái vai trò như là producer, DP hay là đạo diễn, họ rất là hiểu cái vai trò của mình. Cái việc mà nói chuyện đó, hay là cùng hướng nó sẽ dễ hơn. Cho nên người 영화인들이랑 한국 영화인들이랑 되게 많이 다르고 차이점들이 돋보일 거라고 생각했는데 막상 와서 이야기를 해보니까 영화라는 공통의 언어를 쓰고 있는 게 가깝게 느껴지는 또 다른 영화인들이라는 게 많이 느껴졌어요. 그래서 진짜 동료들을 본 것 같은 기분이 들더라고요. 탑5 작품들 흥미로웠어요. 그러니까 좀 한국이랑은 좀 다른 점은 조금 더 뭐라고 그럴까, 이런 내면의 이야기, 자기 어떤 속 안의 어떤 그런 심리적인 어떤 그런 것들에 대해 훨씬 관심이 많다는 생각이 들었고. Trong cái chương trình này là các thầy cô rất biết dẫn dắt về mặt tâm lý để các bạn tìm được cái câu trả lời. Thầy cô sẽ đặt những câu hỏi rất là sâu, mà có khi là những câu hỏi đó mình chưa nghĩ tới về mặt nhân vật này, về mặt kịch bản các thứ, thì đôi khi mình cũng không có trả lời được cái chuyện đấy. Nhưng mà khi mà tối về nhà thì mình có nhiều thứ để mình suy nghĩ hơn. Em nghĩ là cái chuyện mà mình tiếp tục mình phải luôn suy nghĩ về kịch bản các thứ thì nó là một chuyện rất là quan trọng. Mình không có bị áp đặt bởi những cái quan điểm của thầy cô, mà là thầy cô gợi ý thêm những cái giải pháp để cho cái kịch bản của mình hay hơn. 서로 경쟁했으면 좋겠고, 그리고 서로를 질투했으면 좋겠고, 그리고 서로를 도왔으면 좋겠다라고 얘기를 드렸어요. 성장하려면 친구들이 필요해요. 그리고 누구나 다 세상의 사람들은 그 사람만 잘할 수 있는 한 가지가 있어요. 한 가지도 잘 못하는 사람은 세상에 없거든요. 근데 서로서로가 이 사람이 잘하는 것에 대해서 질투하고 또 자기한테 좀 모자란 부분들을 끌어올릴 수 있거든요. 이번에 이 프로그램을 통해서 만난 베트남의 학생들이 좋은 작품을 완성을 해서 부산 영화제에 오는 게 되게 보고 싶어요. 그러면은 부산에 가서 만나고 같이 술도 한잔 먹으면서 같이 만나서 이야기했던 그런 좋은 기억들도 되살릴 수 있을 것 같고요. 이번 프로그램에 큰 보람을 느끼게 될 것 같아요. 먼저 감사합니다. 다른 Vietnam, 대호 trợ của mình. Dù mình biết cũng hơi gian nan tại trời mưa gió, quãng đường rất là xa. Ở đây và họ rất là nhiệt tình, vui vẻ. Hy vọng là sẽ hẹn gặp lại các thầy cô ở Busan. Nếu mà không tham gia thì có thể em không có bao giờ em nhận ra được. Và nhờ thầy cô bây giờ trong đầu của em mọi thứ nó rất rõ ràng. Em cảm ơn thầy cô rất nhiều. Cảm ơn thầy cô rất là nhiều, đặt những câu hỏi mà nó đúng vào trọng tâm vấn đề và nó đã giúp em
có những cái góc nhìn đa chiều, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở thế giới, về cái kịch bản của bộ phim, và nó đã giúp cho cái bộ phim nó đã có những cái ý tưởng nó chắc chắn hơn so với lúc ban đầu. Chị mong là team chị và tất cả mọi người sẽ có một hành trình quay phim suôn sẻ. Ok, bắn tim cho mọi người nha, cố lên. Cái 세계 어느 나라에 가도 역시 이렇게 뭔가를 꿈꾸는 젊은이들은 다 똑같구나 라는 걸 느꼈어요. 그리고 특히 이제 이 베트남의 젊은이들 같은 경우에 제가 생각하는 것보다 훨씬 더 진지하고 열정적이고 자기 작품을 열심히 발전시키려는 그런 모습을 보고 감동을 받고 있어요. 탑5는 베트남 영화의 미래라고 생각합니다. 탑5가 좋은 성과를 이루기를 간절히 기도하고 기다리겠습니다. 감사합니다.